365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 230. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, chương 10, câu 22. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Lời Thánh Teresa Avila. Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý chí con theo mọi phương tiện và cách thế mà Chúa muốn. Lạy Chúa của con. Học với Chúa Giê-xu. Anne Frank là một cô bé người Do Thái bị bọn Đức Quốc xã bắt giam trong trại tập trung. Nơi đó, cô bé đã chứng kiến biết bao cảnh khổ. Cô đã thấy rất nhiều người vì quá khổ mà trở thành mất nhân phẩm, mất lý tưởng, mất đức tin. Chính cô cũng khổ và nhiều lần hoang mang tự hỏi, có công lý thật không? Có Thiên Chúa không? Nhưng sau những lúc dao động ấy, cô cương quyết giữ vững niềm tin của mình. Cô tin rằng, dù biểu hiện bên ngoài của con người có gian ác thế nào đi nữa, thì trong thâm tâm con người vẫn tốt. Dù hiện tại có xấu xa đến đâu đi nữa, nhưng cuối cùng, sự thiện sẽ chiến thắng sự ác. Dù hiện nay xem ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng chính Thiên Chúa là người có tiếng nói cuối cùng. Những suy nghĩ ấy được cô ghi lại trong một quyển nhật ký. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quyển nhật ký Anne Frank đã được xuất bản, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và nổi tiếng khắp thế giới. Trong nhật ký, Anne Frank có viết: dù mọi chuyện đang diễn ra, tôi còn tin rằng con người có bản chất và tâm hồn thật tốt. Đối với tôi không thể xây dựng cuộc đời của tôi trên nền móng hỗn độn, đau khổ và cõi chết. Nhưng tôi đang nhìn thấy thế giới đang chuyển thành hoang dã. Tôi nghe thấy tiếng sấm lại gần. Tôi cảm thấy nỗi đau khổ của hàng triệu người. Nhưng khi tôi nhìn lên trời cao, dù sao tôi còn cảm thấy rằng nền hòa bình và sự yên ổn sẽ trở lại. Trải nghiệm và chứng tích sống động của Anne Frank cho ta thấy một ý chí mạnh mẽ. Ý chí giúp cô kiên trung bền chí cho đến cùng. Ý chí soi sáng cho cô nhận ra rằng cuối cùng sự thiện và bản chất tốt lành của con người vẫn luôn chiến thắng. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Lời Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hôm nay cần bền chí trong đức tin, trong hy vọng và yêu thương. Dù chúng ta đối diện với tục hóa, với thế giới mà trong đó có rất nhiều người chối từ và làm ngơ Thiên Chúa, với xã hội có khuynh hướng đi tìm cái tôi gắn liền với tiền bạc, vật chất và hưởng thụ, gắn liền với danh vọng và quyền lực. Để có được sự bền chí đó, ta cần phải mang trái tim của Chúa. Ta cần khiêm tốn cầu xin ân sủng Chúa, để ta không chạy theo khuynh hướng thế gian, mà luôn vâng theo thánh ý của Chúa,
như lời cầu nguyện của Thánh Teresa Avila. Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý chí con theo mọi phương diện và cách thế mà Chúa muốn. Lạy Chúa của con. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Teresa Avila, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay mời bạn cùng tôi phản tỉnh và nhìn lại. Có khi nào ta đã bị lung lay niềm tin, đã bị trào lưu và khuynh hướng tục hóa lôi ta ra xa khỏi Thiên Chúa? Khi phản tỉnh như thế, ta chú ý đến tinh thần kiên trung bền chí và khiêm tốn cầu xin Chúa làm cho ý chí ta mạnh mẽ hơn và luôn tuân thánh ý của Chúa. Sau đó, ta cùng cầu nguyện với tâm tình của Thánh Teresa Avila. Lạy Chúa, xin ý Chúa được thể hiện nơi ý chí con theo mọi phương tiện và cách thế mà Chúa muốn. Lạy Chúa của con. Xin tình yêu Chúa trong con bừng lên nguồn ánh sáng bình an của lễ thánh hiến trọn cuộc đời. Mến Chúa trong tình người, con đây luôn cần Chúa. Tạ ơn nguồn ân thánh trao ban, hồng ân làm tươi mát đời con, hạnh phúc với những ai kiên tin, yêu thương trong chân tình, hy sinh tự hiến mình. Lạy Chúa, Chúa vì yêu con đã đến sống trong khiêm hạ và chịu treo trên thánh giá. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đến phúc vinh thiên đàng là đường hy đến cùng. Tình yêu nguồn sức sống vô biên, niềm tin vào chính đấng phục sinh, hạnh phúc có Chúa trong cuộc đời với sức thiên từ trời, con đây luôn cần Chúa. Niềm vui được theo Chúa mỗi ngày, niềm vui được dâng hiến từ đây, để con thấy Chúa trong tình người thắp sáng lên nụ cười, tìm điều tình thắm nồng. Lạy Chúa, Chúa vì yêu con đã đến sống trong khiêm hạ và chịu treo trên thánh giá.
màn đêm vừa buông xuống chân trời, hôm còn nhiều sao xuyên đầy vơi, trần thế với đắng cay u hồng, nước mắt trong tôi sâu, còn đây luôn cần Chúa. Dìu con về tới bên thiên đàng, dìu con tìm ánh sáng bình an, để biết sống với anh em mình, đến với nhau chân tình. Chiều treo trên thánh giá, lạy Chúa xin chỉ cho con đường đến vững vinh thiên đàng, là đường hy sinh đến cùng. Người đến để loan báo tin mừng, người đến để minh chứng tình thương, người đến sống giữa nơi nghèo hèn tin nói cho hòa bình, còn đây luôn cần Chúa. Từ đây sự sống mới tuôn tràn, niềm tin vào Thiên Chúa tình thương, hạnh phúc với những ai thèm mong, tiếng Chúa luôn kêu mừng. Chiều treo trên thành giá, lạy Chúa xin chỉ cho con đường đến vững vinh thiên đàng, là đường hy sinh đến cùng. Lạy Chúa, Chúa vì yêu con đã đến sống trong khiêm hạ, và chiều treo trên thành giá.